Chào các bạn, mình đang có một chiếc tai nghe mới của Beats ở đây. Tên nó là Beats Solo 3 Wireless. Cái Wireless là để thể hiện là tai nghe không dây. Còn số 3 là đây là cái thế hệ thứ 3 của cái dòng tai nghe Solo. Thì trong khi mà cái AirPods chưa ra mắt thì cái tai nghe Solo 3 Wireless này là cái máy đầu tiên mà bọn mình trên tay có cái chip W1 mà Apple mới giới thiệu là nó hỗ trợ cho iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp để mình giới thiệu sơ qua về cái tai nghe cho các bạn xem. Cái phiên bản mà mình cầm hôm nay là phiên bản có màu vàng. Ngoài ra thì cái Beats Solo 3 này nó còn có cả màu vàng hồng tương tự như trên iPhone nữa. Một điều đặc biệt là ở ngoài vỏ hộp của Beats Solo 3 thì bên cạnh những cái thứ tiếng phổ thông, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc vân vân, thì còn có tiếng Việt ở đây nữa. Đó, không phải là tất cả những chiếc Beats Solo 3 Wireless bán ra ở trên thế giới đều có tiếng Việt, mà nó sẽ theo từng vùng nhất định. Cái tai nghe này có lẽ là được phân phối dành riêng thị trường Đông Nam Á, cho nên là nó có cả tiếng Việt ở đây. Thì như các bạn thấy ở trong hình đó là nó có được chú thích bằng tiếng Việt rất là rõ ràng dành cho từng mục. Ở phía sau ở tai nghe là chúng ta thấy giới thiệu một số những cái tính năng nổi bật của cái Solo 3 Wireless, ví dụ như là nó là tai nghe Bluetooth, tai nghe không dây, pin cho thời gian sử dụng là 40 tiếng, rồi là sạc nhanh, có hiển thị cái thời gian sử dụng pin, có microphone không dây cũng như là khả năng điều khiển nhạc và nghe điện thoại từ cái tai nghe chùm tai này. Rồi mình sẽ không nói nhiều nữa mà bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem. Nó được đóng gói theo như truyền thống của Beats, rất là đẹp. Cái tai nghe này mình mượn được từ Xuân Vũ Audio và cái giá bán ở bên nước ngoài của nó là 300 đô. Để mở ra chúng ta sẽ mở như này. Nhấc nó lên thì ở đây là một cái tờ giấy có cái dòng chữ đó là thay đổi cách mà chúng ta nghe nhạc. Đó. Những chiếc tai nghe Beats trước đến nay thì luôn được tập trung vào những cái tính năng đặc điểm, ví dụ như là thời trang cũng như là cá tính. Đó, những ai mà đeo tai nghe Beats thường là những người trẻ tuổi và thích và có cá tính. Rồi bên trong thì chúng ta thấy ngay đó là một cái túi đựng cái tai nghe. Lát nữa mình sẽ mở ra sau, mình sẽ nói về những cái phụ kiện trước. Tiếp theo thì ở trong hộp này chúng ta có một cái mic, cái dây mic để sẽ cắm vào cộng 3.5 của tai nghe để chúng ta có thể có cái microphone ở đây. Ngoài ra thì còn có một vài cái tài liệu, một cái móc, đó, tai nghe không dây để móc nó vào, treo nó vào đâu thì treo, và cuối cùng là một cái dây sạc với cổng micro USB chúng ta sẽ cắm vào cái tai nghe, và còn đầu còn lại sẽ cắm vào máy tính hoặc là cái ổ điện gì đó để sạc cho cái tai nghe này. Rồi đó là tất cả những cái phụ kiện ở bên trong hộp của cái Beats Solo 3 Wireless. Đây là Beats Solo 3 Wireless nó đựng trong một cái túi bằng vải. Trước đây ở trên dòng Pro á, dòng Beats Pro nó đựng trong túi bằng da, còn những cái dòng thấp hơn như này nó được đựng trong túi vải. Cái tai nghe mình có đó là phiên bản màu vàng, trong tiếng Việt thì nó là màu vàng óng. Đó, màu vàng, còn bên trong là màu trắng, cũng như là cái phần chùm tai là bằng da màu trắng rất là mềm. Có vẻ đeo sẽ rất là thích tai. Cái trọng lượng của tai nghe này nó không nặng lắm, cho nên là khi mà chúng ta đeo lâu thì có lẽ là sẽ không sợ bị đau cái đầu hoặc là mỏi đầu. Sở dĩ mình giới thiệu cái tai nghe này cho các bạn không chỉ đơn thuần nó là một cái tai nghe mới, một cái tai nghe vừa được Beats ra mắt, mà nó còn là một trong những cái tai nghe đầu tiên được Apple trang bị cho cái chip W1, là một cái con chip để hỗ trợ cho việc nghe nhạc không dây cũng như việc kết nối tai nghe không dây với các thiết bị như iPhone hay là iPad hay là máy tính được một cách đơn giản và dễ dàng hơn là cách mà chúng ta kết nối những cái tai nghe Bluetooth thông thường. Rồi ở hai bên này thì nó có hai cái phần để chúng ta có thể kéo dài cái tai nghe ra. Khi mà kéo dài nó sẽ thêm được khoảng 2 phân gì đó. Và khi gặp lại nó sẽ như này. Hai bên. Một bên là có dòng chữ Wireless là tai nghe không dây, một bên là Solo là cái model của cái tai nghe này. Phía trên là chúng ta thấy là có cái logo Beats ở đây. Cái hãng này bây giờ đã thuộc về Apple rồi. Còn ở hai phần bên trái và phải là chúng ta có những cái nút để chúng ta tăng giảm âm lượng. Ở giữa là logo của Beats. Như mình nói thì con chip W1 đó là một con chip sẽ hỗ trợ cho việc kết nối những cái tai nghe như này hoặc là tai nghe AirPods với iPhone một cách dễ dàng hơn. Thì mình đang có một cái iPhone 7 ở đây, nó không có cổng 3.5, và mình sẽ thử kết nối cái tai nghe này với lại cái iPhone để xem nó có dễ dàng như thế nào, xem có giống như là những cái mà Apple đã quảng cáo về cái tai nghe cũng như là cái con chip mới hay không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thì mình sẽ bật cái tai nghe này lên, mình bấm nút để mình bật nó lên.
Đó thì ngay khi mình bật nó lên á thì cái iPhone mình để gần và nó sẽ hiện luôn là cái Solo 3, tức là cái con chip W1 ở bên trong này nó sẽ có một cái công nghệ gì đó để nó nhận biết là có cái iPhone ở bên cạnh và nó sẽ tự động nó hiện lên cái này để mình bấm vào kết nối. Khi mình bắt đầu bấm kết nối thì cả hai nó sẽ tự động nó kết nối với nhau. Đó thì khoảng độ 2 giây sau thôi là nó đã kết nối được với cái iPhone của mình. Rất là hay và rất là nhanh chóng chứ không phải từng bước pairing như là trước đây nữa. Như khi nãy mình có nói thì nhờ con chip W1 ở trong cái Beats Solo 3 Wireless thì cái việc sử dụng tai nghe giữa những cái thiết bị như ví dụ như là iPhone, iPad hay là cái máy tính của chúng ta nó sẽ được dễ dàng hơn và nó sẽ quản lý cái việc này thông qua cái tài khoản iCloud chúng ta. Ví dụ như vừa khi nãy mình có kết nối cái tai nghe vào với cái iPhone của mình rồi thì bây giờ mình sẽ thử ở trên máy tính của mình thì xem nó như nào. Cái máy tính thì mình chưa làm cái gì hết với cái tai nghe mới và khi mình bấm vào cái biểu tượng Bluetooth thì các bạn sẽ thấy là nó có cái tên Beats Solo 3 ngay đấy chúng ta. Và chúng ta chỉ việc bấm kết nối là nó sẽ kết nối, chứ chúng ta không phải làm những cái bước ví dụ như là bật Bluetooth lên để tìm những cái tai nghe xung quanh mà bấm kết nối. Đó, thì đây là mình đánh giá là một cái rất là hay ở trên cái tai nghe mới sử dụng cái con chip W1 của Apple. Cái tai nghe này ngoài màu vàng thì nó còn có một số những cái màu khác, ví dụ như màu hồng, màu đen hay là màu bạc phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Đó. Và khi không sử dụng thì chúng ta có thể gấp gọn lại như này để cho vào trong một cái bao da hoặc là trong một cái túi của chúng ta để chúng ta mang đi. Rồi cái giá bán ở bên thị trường nước ngoài của tai nghe Solo 3 Wireless là $300. Mình mượn này từ Xuân Vũ Audio. Xin cảm ơn các bạn.